Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký để cập nhật những video nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án nhận token FCP Row 2 mọi nhé Dự án này list trên sàn Lbank cũng như tất cả các sàn uh, uh, có thể mọi người có thể bán được trên PancakeSwap vân vân nhá. Đây là Row 2. Để tham gia dự án này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình và mọi người hãy join vào nhóm Telegram đây. Nhóm ram thì nhóm Telegram mình để dưới phần mô tả đấy. Mọi người cập nhật những dự án những à, keo iros, mình có chia sẻ trên nhóm nhá tất cả những kèo iros mình đều làm trên nhóm này trên telegram cũng như uh, những dự án đã phân phối token mình có chia sẻ với mọi người nhá ok để tham gia dự án này thì mọi người sẽ vào link cho phần mô tả cho mình nhá sau đó mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên telegram của cho mình mọi người đợi một lát nhá Rồi sau khi vào đây thì mọi người sẽ bấm xem messenger cho mình cái dự án này làm khá đơn giản mọi người uh, cố gắng làm nhá ở đây khi mọi người vào đây thì nó sẽ giao diện uh, như thế này nhá mọi người sẽ bấm start cho mình ở đây nó sẽ có start ở đây vừa mình vừa làm xong bấm start sau đấy mọi người sẽ nhập uh, bấm continue tiếp đến là mọi người sẽ nhập captcha ở đây mọi người sẽ nhập captcha này xong rồi nó sẽ ra giao diện là mọi người sẽ join vào nhóm telegram uh, kênh uh, group và kênh channel mọi người join vào sau đấy là mọi người sẽ uh, follow like và retweet là kênh liên uh, kết kênh uh, ở kênh twitter ở cái bài đăng kênh twitter này thì mọi người follow cho mình này, Đấy. sau đó một kẹp xuống dưới bài đăng, mọi người sẽ like này, thả tim, sau đó retweet lại bài đăng này. Tiếp theo mọi người sẽ quay trở lại kênh Android mọi người sẽ bấm đôn cho mình nhé, bấm uh, tất cả bấm đôn cho mình. Sau khi bấm đôn thì nó sẽ giao diện là mọi người sẽ nhập địa chỉ uh, tài khoản twitter của mọi người, thì mọi người sẽ nhập tài khoản twitter của mọi người. Tiếp theo lại bấm đôn Sau đấy mọi người sẽ bấm đôn tiếp thì mọi người sẽ lấy địa chỉ ví Ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain Ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví Metamask của mọi người nhé Hai địa chỉ ví này giống nhau thì mọi copy một trong hai Sau đấy mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây Đấy Sau đấy mọi người tiếp tục mọi người bấm đôn tiếp Đến khi mọi người gửi địa chỉ ví xong thì nó sẽ giao diện thế này nhé ở đây mọi người sẽ có một cái link red mọi chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm token và cái số dư của mọi người sẽ nhận được là 2.000 token FFC FC à, khi dự án kết thúc nha mọi người nhé nếu như mọi người nằm trong số à, 5.000 người may mắn sẽ nhận được token và ở đây refresh nút refresh này thì mọi người sẽ cập nhật số dư của mọi người trong 6 giờ đồng hồ nhé đấy dự án này <laughs> dự án này thì làm khá đơn giản nên anh em không nên bỏ qua dự án này à, nó đã list ở nhiều sàn rồi nên mọi người không nên bỏ qua nhé Ok, nói chung vừa rồi mình hướng dẫn nhanh mọi người dự án nhận token SFC mạng BC. Cảm ơn mọi người xem video. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.